Bây giờ là nội dung chi tiết. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 chiều ngày 15 tháng 10, đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Lai Châu. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu, đại diện lãnh đạo công chức viên chức, các ban ngành đoàn thể, các phòng ban chuyên môn, lực lượng vũ trang, các cơ quan ngành dọc, cán bộ, người lao động các công ty trên địa bàn thành phố Lai Châu. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội đã thông tin đến cử tri một số nội dung quan trọng và thời gian diễn ra kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2021 và dự kiến bế mạc vào ngày 13 tháng 11 năm 2021. Quốc hội tổ chức kỳ họp theo hai hình thức, họp trực tuyến và họp tập trung. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua hai dự án luật, ba dự thảo nghị quyết, quyết định một số vấn đề quan trọng, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cử tri thành phố cũng đã có các ý kiến kiến nghị gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội cũng như đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các ý kiến được nêu chủ yếu liên quan đến chính sách về giáo dục, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể như xem xét việc thi, xét tuyển chuyển ngạch cho những viên chức đã hoàn thành các loại chứng chỉ, bằng cấp. Các nghị định quy định về hoạt động khai thác khoáng sản, cưỡng chế hóa đơn, cưỡng chế tài khoản thuế đối với các doanh nghiệp đang nợ thuế. Cấp vật liệu nổ công nghiệp đúng với quy mô, công suất của các doanh nghiệp khai thác. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải trình các nội dung cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, đoàn công tác của đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và tiếp tục gửi lên các cấp xem xét, giải quyết. Kết luận hội nghị, tiếp xúc cử tri, đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cảm ơn sự tin tưởng của cử tri và khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, lắng nghe, xem xét các ý kiến mà cử tri quan tâm.